Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng khai mạc vào sáng nay đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Đà Nẵng nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại các địa điểm tổ chức cho người dân theo dõi phiên khai mạc. Ngay từ sáng sớm, không khí Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng đã lan tỏa khắp các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố. Rất nhiều cử tri Đà Nẵng đã tập trung để theo dõi phiên khai mạc của sự kiện chính trị trọng đại và ý nghĩa này, cùng với cử tri cả nước hướng về đại hội với nhiều kỳ vọng gửi gắm. Cái sự chuẩn bị của Ban chấp hành Trung ương ở các kỳ hội nghị đã chu đáo về nhân sự, nội dung, mà đặc biệt buổi sáng hôm nay cái khai mạc của đại hội diễn ra không khí rất là tin tưởng, chủng chu, hình ảnh các vị lãnh đạo qua các thời kỳ cũng như các đại biểu về dự đại hội, chúng tôi rất là tin tưởng rằng đại hội lần này sẽ đạt được mục đích yêu cầu đề ra, đặc biệt là bầu được Ban chấp hành Trung ương Đảng là những người tin cậy nhất để gửi gắm cái trách nhiệm chính trị của mình đối với đất nước, và tin tưởng rằng đại hội chúng ta sẽ mở ra một con đường mới để đất nước chúng ta phát triển và hội nhập cao hơn. Kỳ vọng của chúng tôi là qua đại hội này lựa chọn những cái đại biểu xứng đáng, có tài, có đức, có phẩm chất chính trị tốt, có năng lực để là lãnh đạo đất nước tiến lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cái thứ hai nữa là phải rút được cái kinh nghiệm, những cái bài học quý báu trong cái nhiệm kỳ vừa qua để làm tốt cái công tác là chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng, xây dựng và chỉnh đốn đảng. Đồng thời tiếp tục khẳng định là cái vai trò trách nhiệm của đảng viên, của cán bộ đảng viên trong phong trào là phòng chống tham nhũng để gây dựng được lòng tin của nhân dân đối với đảng. Đảng thì tuyệt đối ở nhân dân thì tuyệt đối trung thành với đảng, nhưng đảng phải luôn nhìn nhận nhân dân để cùng cả nước tiến lên trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa. Đó là cái kỳ vọng lớn nhất và cái niềm tin của nhân dân đối với cái nhiệm kỳ đại hội lần này. Qua nhiệm kỳ 13 hôm nay khai mạc thì nhân cử tri ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng rất là kỳ vọng về cái đại hội 13 này, mong là thành công tốt đẹp và đoàn kết nhất trí xây dựng Tổ quốc Việt Nam hùng cường, trong đó để nhân dân chúng ta được hưởng lợi, cái đặc biệt nhất là những người khó khăn, những người nghèo được là được ưu đãi, được đảng và nhà nước có tính nhân văn cho nhân dân.